Hello mọi người nha. Thì hôm nay DT sẽ giới thiệu với mọi người một cái con F 62 tự do. Đó, con đang đẩy phía trước á. Để tí nữa mình kiếm chỗ nào đó vắng vẻ, không phiền tới ai, mình sẽ quay lại cho mọi người coi ha. Hiện tại thì mấy anh em mình đang di chuyển về chỗ nào đó nó đẹp đẹp chút xíu, vắng người chút xíu, rồi mình review xương xương và có thể là mình sẽ test thử cái nội công con đó như thế nào mọi người. Rồi. Hello mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con gọi là S135-62-4. Thì cái con xe này là chủ xe làm ra mục đích để chạy sân cho mọi người, nhưng mà chưa có đủ điều kiện để mà lên sân bấm dây cái kiểu đâu. Nhưng mà hy vọng tương lai là sẽ đem lên sân để coi cái chạy giải cái kiểu đó ha, tham gia cùng với mấy anh em là cho vui. Thì cấu hình hiện tại là đang 62-4. Thì đầu gì thì mình để mình nhờ thằng em nó giới thiệu cho mọi người. Đâu, vô em. Con này thì em thấy cái lồng UMA nè. Với cái thớt này mấy ly ta? Thớt này cỡ 6 ly hả? Vậy là cái dơn nó làm sao mà đi thớt 6 ly? Ở nguyên cây Phaeto. Phaeto cộng 4. Số IKK. Ừ. Vậy là coi như là số đấu ha. Nhìn là số đấu mọi người. Đây lồng là UMA Racing. Dơn là Phaeto cộng 4, số là IKK rồi số đấu. Nhông nồi cũng đấu luôn. Còn cái đầu, đi đầu gì? Đầu gì vậy? Giấu luôn phải không? Rồi nói chung là đầu chơi giấu. Nhưng mà số bắp chắc cỡ 20-25 hả? Hay là nhiêu? Hồi số bắp cỡ 20-25 đó mọi người. Cam là giấu luôn phải không? Mấy con này thường thường là mọi người thấy giấu không à? Tại vì những cái cây cam như là cái gọi là ta gọi là cam lò á, thì thường thường có những cái cam không thể nào tiết lộ được. Nhưng mọi người thông cảm ha. Đi cái bình này là bình cô xô ở đây. Cô số 3 mấy đây? 34. Cô số 34. Ủa cái bình này giá là, bây giờ là nhiêu ta? 3 triệu rưỡi không có hàng. Ghê vậy. Không, anh thấy mấy anh em thường đi cái bình này nhiều lắm. Mà cái bình này chắc ngon mấy anh em mới đi nhiều. Giống như bông mai đen đúng không? Nạp chứ FC vậy đó. À. Nó như FC con á. À. Mà nhìn thì thấy giống như là thằng nắp chao. Đúng không? Cái này mà gắn cái nắp chao vô nữa là y chang nắp chao luôn. Nhìn anh em nhìn sơ qua đâu biết được. Rồi, đi soi một số mới đồ nữa. Ủa cái con này đi IC gì đặt? Sáp hả? Sáp tăng chỉnh? Không tăng chỉnh luôn. Ghê thiệt. Để mình soi nhông xin dĩa cho mọi người. Mấy con này chạy sân cho nên là nhông 15 nè. Dĩa 39. 15 39 bằng 14 42. Đúng rồi, chạy. Hả? Nhông riêng nó 15 mà anh đâu cần tính nhông. Ủa, nhông riêng nó 14 mà. 15. Gì 15, điên quá. Nhông riêng nó 14 ông ơi. 14, 30, 39, 38 vậy á. 38. 14, 38. À, nhỏ, không côn nó mới 14, 15. Còn con này là 2, 11 mà. Đó, như gấp thì gấp gì? DT10. DT10, ủa sao này lạ vậy ta? Gấp này của Việt Nam hả? Việt Nam mà. Gấp này chắc dài hơn riêng cỡ 1 tấc. Có thể dài hơn, tại vì thấy ra khỏi cái đuôi cộng nè. 5 hay vậy? Cộng 5 luôn hả? Không, anh nghĩ là 50 nha. Anh nghĩ là dài hơn cỡ tắt hơn á. Tại vì thấy dài lắm. Làm cho con xe lùng hết cỡ mọi người. Tại khi mà mọi người chạy sân này nọ, chạy sân hoặc là chạy đường phố cũng vậy. Mấy anh em thường thường là những cái con xe nó sẽ lùng lắm.
để cái trọng tâm của mình á nó không có bị bên đầu này nọ, dồn trọng tâm về phía trước để cho sau con xe nó lao hết nhanh nhất có thể. Cái niền thì để mình coi soi cái niền gì, niền giống niền, ủa niền lạ vậy ta, mấy thằng này chơi đồ lạ dữ trời. Có thương hiệu không, đâu cho anh coi coi, phải không? Bánh xe đạp đó ông nội ơi. À Strong này là sức mạnh. Và cái niền này là niền 1 chấm mấy em, chấm 2 hả? Chấm 2. Trước là sao, 1.5. Đây là ở niền trước là 1.2 nha mọi người. Đi cái vỏ chắc vỏ này chắc 45, không biết 45, vỏ camel 45 nè mọi người. Trời ơi cái vỏ hai ngón tay cái tôi là bích rồi. Ghê thiệt. Phuộc là phay hạ hết cỡ. Cái này nhúng là đụng lên tới đây không đạt. Nói chung là lùng nhất có thể, hạ trọng tâm ổn nhất có thể nha mọi người. Khá là lùng lục, để tí nữa mình ngồi lên thử coi như thế nào. Đây đánh vài vòng bên đây luôn đi. Thường thường anh thấy chơi là phay tô 7.400 hay gì đó. Còn cái này cục này là cục gì? Sáp. Cục sáp luôn. Nhưng chung chơi với bên sườn luôn. Ừ. Cục mô bin sáp cho mọi người. Cục IC với cục mô bin là nó chung một loại với nhau, cũng là sáp. Thì dắt cây bô là bô NLK. Cổ này là chắc cổ cỡ 35. 35 ra 51 đúng không? 35 ra 51. Con này là NLK. Cái mỏ này tự do nè. Mỏ này là mỏ cụp em cắt đúng không? Ờ nhìn mỏ NLK nó cụp. Ừ. Nói chung là xe mà để chạy mà bấm dây á mọi người, là cân nặng thì là kẻ thù với tốc độ, cho nên là những cái món nào không cần thiết là tháo hết. Giống như là bây giờ chơi bánh Bluetooth luôn. Ê mà giờ anh nhớ là bây giờ trên sân á là nó bắt buộc là phải có 2 thắng nó mới cho chạy đúng không? Ừ. Nào đi ráp thắng vô. Ừ. Khi nào đi chạy thì mình sẽ gắn vô, tại vì còn để đây bắt heo các kiểu đâu. Chung mà này lẹ lắm. Nè, mọi người canh bánh là phải đạt tới cảnh giới này nè. Đó, nhẹ á. Đi không có đĩa quay vô đúng rồi á. Này tháo con sơn ra nó còn nhẹ nữa. Ừ. Ủa cái đùm này đùm gì quá nè Đạt, đùm Thái phải không? Đùm MD Việt Nam đó. Ủa MD Việt Nam. Cầm này cầm gì? Nova hả? Cầm Nova. Đùm MD nha mọi người. Trung hoàng sao là 185 nha mọi người. À vỏ V rubber hả? Xưa người ta đi nền 16, giờ là đi 185 cho vỏ nó be hết rồi nè. Nó bám đường tốt. Hồi xưa thì đi nhỏ, mà bây giờ thì sẽ là cho cái mức độ mà nó bám đường nhiều nhất có thể. Cái này mình ngồi lên mình ngồi lên nó sẽ ăn hết luôn. Cũng hay ha. Giờ size vỏ là 60, 80, 17 nha mọi người. Cái vỏ này nhiêu? Nay nó là chừng làm không giá từ 1.2 triệu tư á. Wow, cũng khá là mặn mòi. Nhưng mà được cái là nó sẽ bám đường, nó có độ mai sát nhiều hơn, giúp con xe mình lao tốt hơn. Rồi, thì đâu còn gì nhiều đâu, tại vì con xe này nó sẽ tháo hết mọi người. Tháo những cái thứ nào mà không cần thiết là tháo hết luôn. Xe này đặc biệt là bài bùa, mình thấy bài bùa của nó rồi. Ách, có củ tỏi đây nè. rõ ràng, bài bùa. Ê, xe này bài bùa ghê quá. Xe nó có trang bị thêm một cái bơm nước điện nha mọi người, để cho máy nó mát hơn chút xíu. Tại vì mấy cái này nếu mà chạy sân vô trọng ngợp ha, vô trọng nắng nóng rồi phải chờ đợi đồ nổ máy rồi sóc tua đồ. Ê, anh chưa bao giờ mà ra chạy sân luôn, mà đi rồi sao cảm giác sao? Phê lắm hả? Chạy cảm giác của nó mình không có giảm về sau luôn. Ủa anh đang thắc mắc chỗ này nè, sao mà một cây hạ thì nó bằng, một cây hạ nó lú? Gắn trợ lực. Cái này là để gắn trợ lực. Rồi cái trợ lực này đâu ông? Gãy rồi. Trời ơi. Nói chung là lú lên để gắn trợ lực cho mọi người. Nhưng mà nay lúc cắt đi canh rồi. Nay là trợ lực tháo ra rồi. Rồi, xương xương thì con xe mình có vậy thôi. Thì để tí nữa nổ máy rồi sẽ test một hai đường cho mọi người coi là xong ha. Con xe nhìn chiến đấu lắm, để mình xa ra cho mọi người coi lại lần nữa. Ôi con xe nhìn chiến kìa má ơi. Quá wow, thì con xe nhìn đã thiệt. Có lùng te luôn á. Rồi bây giờ anh em mình sẽ test cho mọi người nghe cái tiếng bô ha. Quá dữ. Quá.
lực. Thử nẹt dài ga thôi. Rồi, bây giờ ra đường làm bát là ok. Mọi người thấy sao về cái con gẹt 62 tự do lúc nãy? Mình thấy là nó lẹ quá mọi người ơi. Với lại cái dáng nó lùng quá, cái thế nó lướt quá lướt. Nói chung là hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người một cái con 62 cộng vậy ha. Nếu mọi người cảm thấy thích video này, nhớ để lại cho DT một like, một share, một lượt đăng ký, kèm theo cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bây giờ chuẩn bị mưa rồi nên là mình đang mua đồ để mình dòng về để trời mưa. Rồi, bye bye mọi người nha.